Hello, xin chào tất cả anh em, xin chào tất cả mọi người nhé. Thì hôm nay mình sẽ hướng dẫn anh em cái cách thuần chim như hiệu quả nhất mà nhiều anh em cũng không biết. Em không biết là mọi người đã đăng lên YouTube hay chưa, vì là cái này chắc chắn là nhiều người sẽ không làm, hoặc có người sẽ không biết để mà làm. Đằng sau em đây là một con chim sám mái anh em ơi. Thì nó vừa rồi nó nhát lắm, thì em định bảo là thả vi luôn để em ghép đẻ, nhưng mà là nó vẫn nhát. Mình muốn thuần thêm thì mình phải thuần nó thêm một chút nữa thì mình thả vào avi để mình ghép đẻ sẽ yên tâm hơn. Khi nhát nó sợ là khó hơn, vì thả avi to nó sẽ lâu thuần anh em hiểu không. Thì hôm nay mình sẽ hướng dẫn anh em cái cách thuần đơn giản nhất cho anh em, mà nhiều anh em thuần theo cách các kiểu, có nghĩa là em cũng có hướng dẫn anh em nhiều cách thuần rồi, nhưng mà nhiều anh em không biết cách nó sẽ bị hỏng mất con chim. Thì hôm nay em sẽ hướng dẫn anh em cái cách thuần hiệu quả nhất. Đây, đằng sau em đây là một con mái sám thì rất nhiều nhá. Thì trước tiên em muốn nó thuần thì em phải đây này, đây anh em mới cho vào được từ sáng thôi anh em ơi, mới cho vào từ sáng thôi đây, nhưng mà tương đối là không nhảy như mọi khi nữa. Đó, nó không nhảy như mọi khi nữa. Nếu như bình thường như cạnh như này nó nhảy kinh khủng lắm, nhưng mà em rốt chung với một con chim thuần, nhưng nó là chim trống nhá. Nếu hai trống mà rốt chung với nhau thì anh em không nên rốt, vì là nó sẽ con chim thuần hơn, nó gấu nó sẽ đả cái con kia, thì anh em không nên rốt như kiểu đấy. Thì anh em muốn thuần một con chim bổi trống nhá, anh em thường thường nuôi là phải nuôi bổi trống, nhưng trước tiên là anh em có con chim mái thuần là anh em phải con chim mái thuần tương đối là thuần, thì sau đó anh em làm đúng cách nhà cho em nhé. Anh em cho con bổi ăn cám trước đi, khi mà đã vào cám ok, thoải mái ok rồi. Thứ hai là anh em chim bông về đây nhà em. Thứ hai là anh em cho hai con bổi và con chim mái thuần của mình đó cho nhìn nhau, đặt cạnh nhau, hai lồng sát san sát nhau để cho hai con nó được nhìn thấy nhau nhiều, để cho nó quen, tương đối quen đi, thì sau đó anh em thả vào lồng chung nhau, thả chung con mái thuần với một con chim mọc đó, con chim mọc mà anh em muốn thuần đó. Thì sau đó anh em, có nghĩa là anh em đến bón cho bón thức ăn hoặc là giao tiếp với nó nhiều, có nghĩa tiếp xúc với con chim nó nhiều, thì con chim mái thuần của mình nó đứng nó không nhảy, thì con chim trống cho con chim mọc của mình thì nó thấy như vậy là nó sẽ giảm độ nhảy đi, có nghĩa là nó thấy con kia không nhảy thì chắc chắn là nó có yên tâm mà nó không nhảy, đúng không? Mình nói này, cái này mình hướng dẫn anh em cái này thì chắc chắn nhiều anh em, có anh em làm rồi, rất nhiều anh em làm rồi, có nhiều anh em chưa biết cái điều này để mà làm. Có nhiều anh em thì sẽ phản bác, sẽ nói là linh tinh, thì mình không thể chiều được tất cả lòng thiên hạ được mọi người nhé. Thì anh em cho vào chung như vậy thì anh em phải liên tục, có nghĩa liên tục mình đến tiếp xúc với nó nhiều, bón đồ ăn chẳng hạn như bón chuối cho mái, lấy cái que cũng được, bón chuối cho mái, con mái thuần của mình để mình thuần con bổi, thì mình bón nhiều cho nó thì nó sẽ con mái của mình nó sẽ ăn, thì con trống mọc nó sẽ nhìn thấy, nó sẽ yên tâm, nó tiếp tục sau đó nó quen dần nó sẽ ăn. Và nhưng mà cái điều em muốn nói với anh em như thế này là nếu anh em mà nhốt chung mà con mái tợn quá mà nó nó đả con chim mọc mình thì anh em phải tách ra nhé, tách biệt luôn ra để anh em thuần, có nghĩa là khi sau đó anh em lại phải dùng là hai lồng để cạnh với nhau để khi anh em bón để cho nó nhìn thấy, nó sẽ không bị sợ và hoảng anh em nhé. Khi nó nhìn thấy thì nó sẽ ấy, còn nếu mà anh em rút chung con mái nó tợn, nó sẽ đả, nó không hợp nhau, hoặc con mái tợn nó sẽ đả con mọc của mình sẽ hỏng mất, thì anh em rút thử để ý nó trong vòng 15 phút xem
tình hình con mái nó sẽ có chiều hướng có đả con bổ mình không thì anh em mới nhốt nhé, không thì anh em phải tách biệt hai lồng hai bên. Anh em tuyệt đối là nếu mà tách biệt như thế về anh em phải là hai lồng nhỏ thôi, không cần hai lồng rộng quá đâu. Thì cái con chim đây này mình mới rốt từ sáng thôi nhưng mà tương đối là đứng này đây đó, nó cũng nhảy nhưng mà đã tương đối đứng. Đây con sám, thì con sám này của em là con chim sám mái mọi người. Con chim sám mái thì em lại rút chung với con chim trống thì con chim trống thuần rồi, thì mình đứng mình sờ được con chim trống rồi, có gần sờ được thì nó tương đối là thuần. Khi mà anh em bón cho con chim trống nhiều thì con chim mái nó sẽ cảm thấy nó yên tâm hơn, con chim mái nhát hơn nó sẽ cảm thấy yên tâm hơn thì là nó sẽ đỡ nhảy hơn. Đấy, đây là em đang có con mái. Còn ban nãy em nói đầu video là em nói là hướng dẫn anh em thuần chim, là thường thường anh em thuần chỉ thuần chim bổi trống thôi để anh em chơi, thì anh em nên nuôi một con chim mái. Điều đầu tiên anh em phải nuôi lấy một con mái thuần. Em thì em ít thuần bổi nên em không 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 nuôi nó, mà thuần thì em thuần theo cách bỏ đói. Bỏ đói trước em cũng có hướng dẫn anh em cách bỏ đói là có thời gian thì bỏ đói 3 tiếng đồng hồ, sau đó anh em cho ăn. Sau đó anh em cho ăn thì anh em lấy cái nan lồng anh em cắm quả chuối, anh em đưa vào lồng khi con chim bổi. Nhưng anh em phải nuôi lồng nhỏ thôi nhá, em bón vào nó ăn ăn, nó bắt đầu anh em rụt dần quê lại, cứ bón lần lượt, như bón no đi xong lại cho ăn, xong bón no đi xong bắt đầu lại bỏ đói tiếp thêm hai ba tiếng nữa anh em lại bón cho ăn. Như đấy, như thế là anh em phải có thời gian. Còn như thế này thì con chim mái hay con chim trống, con chim mái thuần rốt mấy chim 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 mọc trống nhát thì sẽ nhanh thuần hơn. Đấy, cái điều này thì chắc chắn là nhiều anh em cũng biết rồi và nhiều anh em không biết. Và đây là em hướng dẫn anh em cái cách thuần đơn giản nhất và hiệu quả nhất là anh em phải kiếm một con chim mái thuần. Đó, kiếm một con chim mái thuần để thuần một con bổi nhanh lên và nhanh thuần. Đó, rất đơn giản như vậy thôi. Thì anh em có thể xem con mái này của em. Đây con mái thì con mái xám anh em nhé. Đây. Đây anh em này, đây là con mái xám đây, con mái xám và rốt chung mấy con trống thuần. Đây là em đang thuần mấy con thuần con xám mái này để cho nó thuần tương đối đi, sau đó em mới thả vi ghép đẻ để cho thuần đây đã. Nếu mà nó nhát quá mà cho ghép đẻ nó sẽ chưa chắc có đẻ được đâu, nó sẽ hư mất con chim đó. Cái cách này thì cũng nhiều anh em cũng em nghĩ là có nhiều anh em làm và cũng nhiều anh em chưa biết cái điều này. Còn chắc chắn cũng sẽ có nhiều anh em sẽ phản bác cái chuyện là thuần hai con chung nhau, một con thuần và một con nhát. Muốn thuần con nhát thì anh em nên kiếm lên một con chim mái thuần, em cũng nói đầu video rồi. Đó, đây. Con mái này tương đối, em ngồi gần này mà tương đối là đứng như này là em nghĩ là yên tâm thôi. Đó. Anh em nếu anh em không hiểu thì anh em có thể nghe đi nghe lại, em nói dành từ đầu đến đuôi cách thuần đó. Nếu mà con mái mà không, con mái mà giữ quá, ví dụ anh em thuần mái mà nó thuần mà để thuần con bổ trống thì mà nó giữ quá thì anh em phải tách biệt hai lồng ra. Chả khi mà rồi anh em cứ nghe đầu từ đầu đến cuối video anh em sẽ hiểu cái điều này. Đó. Ok, xin chào anh em. Để hẹn anh em một clip tiếp theo. Rất mong anh em ủng hộ và luôn luôn theo dõi mình. Chào anh em.